đến với không gian góc chợ xưa trong khuôn khổ lễ hội trang phục áo bà ba, áo dài tại Tây Đô, cảm nhận những điều mộc mạc, bình dị, chân chất với giá trị truyền thống lâu đời. Mỗi người chúng ta như được trở về với những thập niên hồi đó. Ở đây có những cái món ăn mà thật sự đúng cái nghĩa là chợ xưa. Mình bắt gặp lại cả những cái hình ảnh tuổi thơ mình trong đó. Ví dụ như một ly đá bào mà mình đang cầm trên tay đây. Có thể là cái dòng đời hối hả buổi sáng mình chỉ uống cà phê rồi này kia thôi. Thì hôm nay tại lại vô tình gặp ở cái góc chợ này, ẩm thực nó cũng gắn kết, nó lan tỏa cái văn hóa rất là tốt. Trong đó không chỉ là áo dài bà ba đâu, mà tôi nghĩ ẩm thực cũng là một điều rất là thú vị. Dạ con thích nhất là món ăn cơm cháy kho quẹt. Dạ con thấy nó rất là ngon. Đặc biệt đối với các bạn trẻ khi mặc những chiếc áo bà ba, áo dài để tiếp cận với văn hóa xưa, càng giúp họ hôn đúc tình yêu con người và yêu mảnh đất quê hương mình. Đây là lần đầu tiên mà em có cảm giác là mình được quay trở về với cái thập niên hồi trước. Tại vì rất là hiếm hoi thì người trẻ như bọn em mới có thể cảm nhận được cái không khí lúc buổi xưa như thế này. Nó rất là bình dị, nhẹ nhàng và làm cho con người của mình rất là bình yên và yêu đời. Thưa quý vị và các bạn, mặc trên mình chiếc áo bà ba khăn rằn, đến với góc chợ xưa, ngồi trải nghiệm trên chiếc máy may cổ này, cũng như là thưởng thức những món ăn dân gian nơi đây. Đây là điều mà Yến Phương cũng như các bạn trẻ rất khó có thể tìm được ở bất kỳ nơi nào khác. Có thể nói khi cuộc sống ngày càng hiện đại thì con người ta lại càng trân trọng những giá trị xưa. Việc tái hiện lại không gian phiên chợ xưa mang đậm nét Nam Bộ đã để lại nhiều nét đẹp trong lòng khách tham quan.